Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Dự hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến hơn 15.000 điểm cầu trong toàn quốc với hơn 1 triệu đại biểu tham dự. Dự tại điểm cầu tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong đó nhấn mạnh 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới gồm: 1. Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. 2. Là bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập. 3. Là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. 4. Là đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. 5. Là gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng phân tích những điểm cần chú ý để triển khai thực hiện hiệu quả quy định số 144 của Bộ Chính trị. Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó nêu rõ, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển. Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, làm đến đâu chắc đến đó. Cần có cơ chế tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thực sự có đức có tài. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện quy định số 144 và chỉ thị số 35 phải thực sự nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Đối với quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quy định, nắm chắc, hiểu sâu quy định. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức cách mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân để nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Tích cực tham gia giám sát cán bộ đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, đấu tranh loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng. Đối với chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến cơ sở, phải xác định và quán triệt quan điểm không chỉ đơn thuần đối với tổ chức một đại hội đảng mà đó là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ quản lý các cấp, các ngành, các địa phương phải quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy định số 144 và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, cũng như các văn bản lãnh đạo chỉ đạo khác của Trung ương. Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị quán triệt quy định số 144 và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ tỉnh để đưa nhanh các quy định, chỉ thị vào thực tiễn, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.